Chào các bạn, tiếp tục với giải Lục Hổ Nghênh Xuân của năm 2022, chúng ta sẽ đến ngay với lần đối đầu khốc liệt giữa sông Lĩnh Kỳ Vương đầy duyên nợ của kỳ đàn Trung Hoa, bá chủ Vương Thứ Nhất và Hồng Chí Loạn Chiến Vương. Sau giải Bích Quế Viên, các hào thủ, trong đó có cả chiến thần Hủy Diệt, đã có hơn 7 tuần nghỉ ngơi, luyện kiếm và nâng cao công lực của mình. Sự trở lại của anh vẫn thực sự đáng sợ như xưa. Với kết quả 7 vòng liên tiếp đã bớt bài, Vương đang dẫn đầu nhóm Lục Hổ. Còn Hồng Chí, đây đã là lần thứ 2 gặp lại ngoại tinh nhân. Khi ở vòng 3, anh sớm chạm mặt, nắm tiên nhưng bị đối thủ bước hòa. Lần này, kết quả sẽ ra sao khi anh phải hậu suất trước Vương Thứ Nhất? Tiếng kèn suốt trận còn chưa dứt, Vương ngay lập tức đã phi tường, dùng đến trấn sơn bảo pháp của mình. Đây là một đối thủ chẳng thể nào xem thường, những đường cờ chẳng hề theo khuôn thước của Hồng Chí, thực sự là một nỗi khiếp sợ, kể cả những quốc thủ nằm ở top đầu. Lựa chọn của Chí để đối trận là sĩ giác pháo, rồi Vương binh bảy tiến một, tức là hàm ý nếu như mã của Chí tới đây nhảy lên đường 3, đường phát triển về sau cũng trở nên khó khăn hơn cả. Bởi vậy, cách thức quen thuộc là Chí ném thẳng ngựa ra biên ải, Vương cũng phát triển quân mau lè, Chí bình xe cho pháo ngay, Vương đưa xe mà giữ căn. Chí bất ngờ với ngũ lục pháo trần hậu suất, nhưng quyết tâm giản ra bố trần để tiến công phủ đầu. Lựa chọn của Vương nhẹ nhàng khởi gấp chủ lực còn lại, Chí mã 8 tiến 7, Vương một bước điều xe quá cung cho pháo ngay, lợi dụng triệt đề vào địa hình địa lợi, đưa toàn bộ những quân chủ lực của mình vào vị trí tốt nhất. Điều này Vương hơn ai hết là người hiểu rất rõ, đặc biệt với một thế trận sở trường của mình chính là phi tường. Lựa chọn của Chí đương nhiên là sĩ giác pháo ngay. Vương làm gì? Tiến xe kỵ hà. Thứ nhất, để ngăn cản đòn tiến xe dâng tuần hà của Loạn Chiến Vương, để có thể tìm cách khai thông sức quân của mình. Và cũng như việc này cũng là một thủ pháp hữu hiệu để đánh tràn ngay từ trong trứng nước, thế tiến công bằng trung pháo đối phương. Và thứ ba, thông qua việc này làm cho cả năm chốt của Loạn Chiến Vương chẳng tài nào di chuyển, hệ lụy là cả đôi mã rất khó khăn tìm đường phát triển. Lựa chọn của Chí lúc này để bù đắp, tiến thẳng xe qua hà, Vương sĩ giác pháo ngay. Và Chí tới đây đã vô cùng bất ngờ, dùng pháo tiêu diệt vào trung lộ mời đấu quân. Vương đã phải chấp nhận việc này, xe của Chí chỉ cần tự nhiên để tiêu diệt. Rồi Vương ngay lập tức lấy pháo bình đường sườn mời đổi, Chí tháo chạy là lựa chọn khôn ngoan hơn, lấy pháo tạt sang hướng ngược lại. Rồi Vương binh ba tiến một, thứ nhất là thoát thân, và thứ hai là để kiềm hãm luôn sức ngựa đường 7 của đối phương. Rõ ràng chiêu thức ở trước của Loạn Chiến Vương rất tức thời, tức là đã chẳng ngại ngần dỡ bỏ đi thế tiến công gần như là duy nhất của mình, dùng pháo trung tâm đổi lấy sức mã đường 7. Nhưng thực lợi mà anh thu về tới đây đã trở nên vô cùng đáng kể. Thứ nhất là trung binh, thứ hai xe đường 5 đang quản lý một hàng chốt rất quan trọng, và thứ ba là một việc làm mang tính chiến lược, tính về lâu dài. Tới đây, việc bổ tường làm cho sức xe kỵ hà này của Vương gần như sẽ mất tác dụng. Còn lựa chọn tức thời, Chí nhanh nhẹn đưa xe còn lại lộ diện chốc vào mã ngay, mã lại quăng lên trục 3 và tiếp tục lại điều xe sang để đánh bắt. Vương rời pháo 1, cách thức cổ điển quen thuộc, chuẩn bị bình trục 3 đuổi xe giải trừ sức ép. Và để ngăn cản việc này, Chí lập tức dùng xe tiến thẳng 8 nước đuổi pháo, xe này dâng 1 mà giữ căn. Chí tận dụng cơ hội này để bổ ngay một trung tường, hàng tuyến phòng thủ đã chắc chắn hơn. Còn về phần của ngoại tinh nhân, biết rằng sức mã đang bị đối phương kèm cặp, nếu như bình pháo sang đuổi xe nhất thời cũng chưa làm được gì, lựa chọn chính thức anh lấy pháo tạt quá cung, đưa về hình cờ ổn định vững chắc nhất. Bổ sĩ là nước cờ tiếp theo mà đối phương chẳng thể nào ngăn cản, và Chí đã quyết định binh bảy tiến một mời đổi. Vương đã chấp nhận việc này, xe quay về hai nước rồi đổi lấy xe kỵ hà, tượng của Chí đã quăng lên, và việc tiếp theo là anh nhảy mã. Và Chí đã bình xe để truy bắt ngay. Nước cờ này tựa chừng đã cổ võ cho đối phương. Vương hoàn toàn có thể dùng mã quăng mình đạp gọn trung binh, nhưng lúc này Chí vẫn còn thủ đoạn, chỉ cần rời xe về đuổi trước rồi mở đường, pháo này có thể tiêu diệt vào sĩ. Thế tam tử là một điều khiến cho ngoại tinh nhân trở nên lo lắng hơn. Bởi vậy, lựa chọn chính thức là Vương đang nhảy mã xuyên đường tâm. Nếu như pháo này tiêu diệt,
sĩ còn lại chỉ cần bổ lên, một trong hai, chí không thể nào đưa quân mà thoát nạn. Lựa chọn chính thức là anh dùng mã nhảy cửa hà, xe này trực tiếp đe dọa vào sĩ đấy. Vương đành phải gác sĩ lên, đuổi chủ lực ngay, xe quay về hai nước. Rồi tiếp tục là một đòn dương sĩ, Vương ra sức, giờ chuyển về hàng tuyến phòng thủ của mình, đưa về trạng thái có lợi nhất. Mục đích là gì? Sau khi chí dùng xe tiêu diệt ra chốt biên, Vương chủ động rời pháo về một nước. Hàng tuyến phòng thủ cũng vì vậy mà trở nên kiên cố hơn. Gần như sức tam quân này của chí không còn cơ hội mà công sát nữa. Chí vẫn lặng lặng thúc ngựa qua hà, nằm yên và chờ thời cơ. Vương lúc này đã điều xe trục 3, chí dùng binh mà tiến 1. Vương tiếp tục bổ sĩ lên, rồi chí mở tiếp chốt biên. Sau những nước rời chuyển vừa rồi, tới đây cục diện chính thức đã có những sự xáo trộn nhất định. Không thể nào biết được thời điểm chính xác mà Vương để mất tiên cơ vào tay của đối phương. Loạn chiến Vương với thủ pháp điêu luyện, đường cơ nhẹ nhàng, tinh tế mà thực sự sâu sắc. Rõ ràng tới đây toàn quân đã linh hoạt, chẳng những vậy còn tự nhiên dư tới hai chốt. Còn việc làm của Vương vẫn cực kỳ vất vả, toàn quân bị bó hẹp trong một không gian ngày càng chật chội. Thứ nhất là hai nước sĩ, thứ hai là hai nước rời pháo liên tục đưa về hình cờ kiên cố nhất. Nhưng chí cũng đã đủ thời gian mở thông quân lực đưa về một vị trí ổn thỏa nhất. Còn thế tiến công của Vương gần như chẳng hề xuất hiện. Mã này hoàn toàn có thể ngoa tào nhưng cũng chỉ là vô dụng. Bởi vậy đành phải án binh bất động, nhờ pháo từ xa mà giữ căn. Còn chủ lực còn lại thì sao? Vương đang tự làm khó bản thân mình. Tức là tới đây, việc điều động xe lại trở nên khó khăn hơn cả. Lựa chọn là rời về một nước để có thể thoát ra khỏi đường 3. Chí lại quay ngựa về một nước. Xe này đang trực tiếp đe dọa vào chốt còn lại. Vương chẳng hề muốn để mất chút nào. Binh tiến 1, chí lại điều xe trục 8 chờ đợi trước. Vương lại dâng xe cửa hà. Hình cờ của Vương đang ngày càng bão hòa, khiến cho anh đang rất khó khăn để lựa chọn. Nước tiến xe này xem chừng cũng chỉ vì bất đắc dĩ, tránh khỏi việc pháo 6 của chí bình sang trục 7 đuổi xe, lúc đó lại một lần nữa khốn khổ tìm đường mà thoát thân. Còn trong hình cờ này, chí bình pháo trục 2 chờ đợi, cũng chẳng hiểu lý do là gì, nhưng Vương hoàn toàn đã bỏ mặc, chỉ cần bình xe sang. Gần như hàng tuyến phòng thủ này vẫn còn kiên cố, ngoại tinh nhân đánh giá là vậy. Việc tiếp theo là anh dùng xe tiến 1 để bắt vào chốt, kiểu gì đối phương cũng phải tớt tươi đối phó ngay. Nhưng tới đây lựa chọn tiếp theo của chí khiến cho chẳng những Vương mà cả kỳ đàn được một phen sửng sốt. Anh tiến pháo chim đấy nạp mạng cho đối phương. Có phải chí trong thời gian gấp gáp chẳng hề nhìn ra sức pháo này của Vương vẫn còn chức năng để cố thủ? Lựa chọn tất nhiên Vương lấy pháo để tiêu diệt. Còn chí làm gì có phải đẩy bàn nhận thua với một nụ cười gượng sau một sai lầm vô cùng thất thiệt? Chính thức là anh dùng xe tấn thẳng ba nước chiều tướng ngay, rất chủ động, đường cơ quyết đoán và tự tin. Sĩ này quay về, pháo của Vương đã phải mất mạng, tướng tiến, xe quay đầu là sát cục. Bởi vậy, tướng suốt đường còn lại, sĩ cũng phải ra đi, tướng leo lầu, tiếp tục là sức tưởng này. Những đường cờ vô cùng lão luyện của loạn chiến Vương, những năm tháng ở giang hồ khiến cho anh sở hữu một đường tấn công mang sức sát thương rất đáng kể. Lựa chọn thứ nhất là phế pháo, nhưng đổi lại, Vương chẳng những thiệt lại quân mà còn gãy đi phân nửa hàng tuyến phòng thủ. Tình cảnh không thể nào ngặt nghèo hơn, y hệt là mảnh chỉ treo chuông. Chẳng những vậy, nước bệnh xe truy kích pháo của Vương, Vương đành phải đưa quân mà tháo chạy. Còn nếu như dùng tướng này tiêu diệt mã, xe chỉ cần mốc đáy là sát cục. Lựa chọn tức thời, Vương tiến thẳng pháo, vừa có thể phục, bình sang chém chốt, đào cánh và xác lập thế tiến công. Lúc đó sẽ còn một đường đánh hiệu quả nhất, chính là trả ngược pháo vào trung tâm, cầu công ngược. Ngăn cản việc này, chỉ quyết định mở binh, thí thẳng cho đối phương. Vương lại dùng xe tiến 1, chỉ cũng bỏ mặc, mạnh nhảy mã, chờ đợi từ trước. Sau khi Vương tới đây, dùng pháo để chìm đáy, vừa có thể phục nhảy mã ngoà tàu, vẫn là một đường tiến công khá gợi mờ. Chỉ tìm cách ngăn cản, trông thủ, tàng công, nhảy mã, đuổi xe trước, xe bình vào, chém thẳng chốt, rồi lại tiếp tục bình xe sang một nước. Chẳng những là có thể ngăn cản việc ngoạ tàu của Vương, mà lúc này ra sức chốc trả vào pháo trục 8,
Vương xem chừng thực sự rơi vào hoàn cảnh khó đi. Mặc dù trước mắt hình cơ của Chí có vẻ như khá lơi là, chốt thì bỏ mặc, tường thì treo lưng chừng. Cả đôi mã này cũng đứng ở một địa bàn rất chật hẹp, việc vận dụng không phải là điều dễ dàng. Còn chưa kể rằng xe tháo chạy khỏi hàng đáy, tướng này tiêu diệt vào mã trên cao. Vậy thì có thể đánh giá đơn giản để Vương lấy pháo để tạt biên, chờ đợi cơ hội. Thực sự đây là một điều kinh hiểm nhất mà Chí sẽ dành tặng cho đối phương. Anh chỉ cần quay mã về đường 2. Vương lúc này đối phó kiểu gì vẫn là sát cục. Giả sử xe tiêu diệt vào tường, lúc này xe chỉ cần thoái một, tướng quay đầu, nhảy mã, tướng vào trung lộ, tấn thẳng xe. Bởi vậy sẽ phải tìm cách mà ngăn cản ngay. Nhưng liệu rằng còn có một cơ hội nào? Giả sử sĩ quay về, không thể nào thay đổi được điều gì. Xe thoái, tướng quay đầu, nhảy mã, tướng vào cung, rồi tiến một, đoạt sĩ, và vương cũng phải tự quy hàng. Bởi vậy sẽ phải là một cách thức duy nhất còn tồn tại, tướng vào trung tâm. Nhưng xe của Chí chỉ cần binh trục 6. Thế trước sát cục vừa rồi, tức là mã 4 tiến 3, tướng xuất đường còn lại, rồi bình xe mốc đáy. Thấy trước vậy tận vài nước, nhưng Vương cũng không hề còn phương án để xoay sở. Bởi vậy, chúng ta có thể lý giải được lý do là gì trong hình cờ này Vương đành phải bỏ mặc pháo trên cao, lập tức rời xe về hai nước. Thứ nhất, nhờ pháo để có thể ngăn cản được chiêu thức ác hiểm vừa rồi. Và thứ hai, chuẩn bị bình xe sang, chốc từ cả đôi mã. Lựa chọn của Chí càng bất ngờ hơn, dùng mã này đạp thẳng về chốt. Cứ vậy mà thí màng, Vương dùng tượng khử trừ ngay. Chỉ tới đây, trước khi dùng xe tiêu diệt pháo, anh rất giàu hoạt, thoái xe 1, chiều tướng ngay. Đây không phải là một nước cờ tùy tiện để cho Vương có cơ hội ổn định về đội hình của mình, tức là rời tướng về hoàng cung. Mã chỉ cần nhảy một phát chiếu và xa trung tâm sẽ phải mất mạng. Bởi vậy cũng chỉ còn cách miễn cưỡng đưa tướng nhảy ra lan can. Rồi Chí lúc này mới tiện tay lấy xe để khử pháo. Vương tấn xe 1 đuổi mã ngay, mã tất tuổi tháo chạy và lại nhảy mã ngòa tàu đè sát cục. Chí lại dâng xe hai nước giữ vương ngay. Việc làm đơn giản nhưng có thể chặn đứng hoàn toàn âm mưu tiến công của đối phương. Nếu như Vương mà nhảy mã, tướng xuất cung, bình xe vỗ mặt, đơn giản nhất Chí chỉ cần đưa xe này kích đấu vẫn hình thành một tàn cuộc lệ thắng cơ bản cho loạn chiến Vương. Giữa mã và sông chốt đối diện lại, Vương chỉ còn một đơn ngựa này chốt biên, nhưng hàng tuyến phòng thủ chỉ còn đúng 50%. Bởi vậy lúc này Vương đã bất động đợi chờ cơ hội, binh biên tiến một, và Chí đã bình xe sang. Thứ nhất là truy kích mã, và thứ hai còn răng ra một cạm bẫy kinh hiểm. Chỉ cần Vương trúng phải nửa đòn cũng lập tức phải gục ngã ngay, tức là dùng xe này tấn thẳng hai nước giữ cắn mã. Hình cờ cũng vì vậy mà trở nên ổn thỏa. Chí chỉ cần bình xe một nước, tướng vào, quay ngựa về, chủ lực đã mất mạng, chẳng còn gì mà tiếp tục cả. Bởi vậy lựa chọn chính thức trong hình cờ này đành phải bình xe sang giữ cắn ngay. Rồi Chí lại dùng binh ba tiến một đuổi bắt tường, tường quay về và lại đưa chốt đầu tiên để qua hà. Xem chừng cuộc cờ đang ở vào tình cảnh ngã ngũ, không thể nào đánh giá một cách đơn giản. Chí chỉ hơn Vương đúng một chốt ở đường 3. Điều khó khăn nhất của Vương gần như đã trở thành một việc bất khả thi, chính là việc tổ chức lại hàng tuyến phòng thủ, đưa tướng quân này về vị trí an toàn. Tới đây cần phải tốn ít nhất là 3 nước mới có thể rời truyền. Đầu tiên là tướng thoái một, trước khi đưa trở vào cung, phải rời sĩ về trước, rồi dương lên, cản mã. Cần tốn thêm một nhịp nữa mới có thể đưa tướng trở vào trốn an toàn. Nhưng trong thời gian này, biết bao là sự kiện đã diễn ra, thậm chí đã mất mạng từ lúc nào chẳng hay. Lựa chọn của Vương vẫn bình chốt, truy quét tường, tường này quay về, tháo chạy một cách an toàn trước. Rồi Vương bình tiến một, Chí vẫn vậy, điều chốt vào. Vương tới đây, đưa chốt bình sang, giữ căn mã. Tính cơ động cho chủ lực đã xuất hiện, Chí đã dùng binh để thoát thân trước. Việc này cũng sớm muộn chẳng thể nào trì hoãn. Vương rời tướng một, Chí lại dùng chốt để áp sát ngay. Vương lại rời một nước sĩ về, Chí lại quay tường. Hàng tuyến phòng thủ đã trở nên ổn định nhất. Vương dương sĩ lên vô cùng mệt nhọc, Chí nhảy mã chiều tướng ngay, tướng thoái một, rồi bình chốt vào đe dọa, sĩ phải tháo chạy càng xa càng tốt.
Mã lại quay về chờ đợi cho một âm mưu ngoại tào. Vương lại dùng xe tiến một, còn đe dọa vào chốt còn lại. Chí đã dương tưởng lên, giữ vững ngay. Vương lúc này nhận thấy không làm được gì, lại rời xe về. Chí cũng quay ngựa về đường 3. Vương lại rời tường, thoát thân ngay. Chí dùng chốt để tiến một. Vương tháo tướng vào trung lộ, Chí đưa chốt để áp sát ngay. Vương lại dương sĩ lên, và lúc này Chí đã bình xe, vỗ mặt ngay. Tướng phải xuất đường còn lại, rồi tiếp tục gảnh sĩ lên. Thứ nhất là để ngăn cản âm mưu ngoại tào đối phương, tức là Vương chỉ cần nhảy một nước mã là sát cục. Và thứ hai, cũng mở ra một kênh tấn công vô cùng bạo liệt vào trung lộ. Đánh kiểu gì, xe của Chí cũng tiến đáy và tạo ra những điều kinh hiểm nhất. Lựa chọn của Vương, buông cờ, nhận thua ngay. Tại vì điều này cũng dễ hiểu, thấy trước vài nước nhưng không hề có cách nào để hóa giải. Ví dụ là binh tiến một đợi chờ cơ hội, xe này tiến chiếu, tướng leo lầu, bình chốt vào, sĩ quay về rồi tiêu diệt. Tướng tấn thoái đi nữa cũng chẳng mấy quan trọng, thì chỉ lúc đó vẫn vậy, nhảy mã ba tiến bốn, dùng xe cắm thẳng rồi móc đáy, hoàn toàn có thể bắt sống được ngoại tinh nhân. Một trận chiến vô cùng mãn nhãn, đặc biệt là tài điều quân vô cùng xảo diệu của Loạn Chiến Vương. Then chốt ở ván đấu này chính là một nước cờ phế pháo rất cao của anh. Chính việc này làm cho Vương gần như phải dã rời. Mặc dù tốn rất nhiều công sức để xác lập nên một hàng tuyến phòng thủ chắc chắn, nhưng chỉ cần phế một nước pháo, toàn quân của Vương đã phải tan rã. Còn đoạt về sau, mặc dù đã làm những điều tốt nhất, dùng năng lực thượng thừa của mình để phòng thủ, nhưng cũng chỉ là những việc làm miễn cưỡng mà đối phương đã sắp đặt sẵn. Video này đến đây là kết thúc, Cửa Thần Đam Mê sẽ tiếp tục với những phần tiếp theo. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để tiện bề theo dõi. Một lần nữa xin chào, hẹn gặp lại và chúc các bạn sức khỏe.